Trưa 15 tháng 10, nguồn tin của Tuổi Trẻ từ hiện trường cho biết đã phát hiện thi thể đầu tiên tại ngôi nhà bị sập của trạm 67. Nguồn tin này cũng cho biết khả năng trong ngôi nhà của trạm còn thi thể các nạn nhân khác. Sáng cùng ngày, Đại tá Nguyễn Xuân Dũng, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết lực lượng chức năng đang đẩy nhanh tiến độ để tiếp cận rào Chăn Ba và tìm kiếm 13 người đang mất tích. Trước đó, Ban Chỉ huy Tiền phương quyết định đẩy nhanh công tác cứu nạn, huy động gần 1.000 chiến sĩ công binh tinh nhuệ có kinh nghiệm đào đường, cứu nạn, cùng các phương tiện máy móc hiện đại, chó nghiệp vụ, hệ thống truyền hình ảnh trực tiếp về Ban Chỉ huy, trực thăng cũng đã được tăng cường. Còn bố? Còn nữa? Rồi. Đại phát thành công cái này ạ.